Có lỗ nè, đè ra. Trời ơi, không ra. Vô xình nó chết chịu ra lắm. Tôi cố gắng cục dây vô đó vậy chạy luôn ha. Máy này để đồ cũng tiện quá anh Hải. Rồi đi coi. Thấy rồi, động cơ đẹp. Bây giờ tôi biết ở tiệm còn mấy con người ta có đóng rồi, ai tranh thủ lại đóng rồi đóng. Vậy đâu có đèn hay vậy? Há cái tay nó vậy mà nó cong luôn. Giờ này sợ còn sợ gãy nữa. Dắt nghèo hả? Trời ơi, lăn dính nó trời.
Chống nước sơn của đèn hết trơn luôn rồi. Để để gớt không có nghe. Lên thử lại rồi. Ve vô anh gịch mấy hồi đâu rồi ơi. Nếu mà ve giờ nó không bắt đầu luôn rồi đó, thấy không? Nó hết bật rồi đó. Trời ơi, đất kìa, trời ơi. Thấy không? Giờ lên sát bên luôn. Như tấm ván ngựa ơi, trời. Cái bằng đâu thể. Quá ao lỗ mình lâm, mình lận ở đất. Lỗ dưới kìa. Để họ lên máy luôn. Để quay cho nó ấy đi, họ lên máy luôn. Chưa đâu. Là vô quen đâu. Chạy dừng. Đây 10 công đủ. Chạy chạy từ đó 10 công á, mấy quen tay. Đó đó đó. Anh lái cái anh gịch vô cái đụ nghe dàn thế nó hơi nâng lên chút xíu. Nó qua cái qua gắt luôn. Ừ. Chứ như đen thì anh cắt lúa anh biết anh quen rồi thì nó đỡ. Không phải lại dặn rồi cái cây ngang để cái cầu cùm này chân cắn cửa lại đi là chỉ lắc qua. Mấy xe bên xích nha bà con. Để xe số 1 chết đó. Từ từ đi chạy vài vòng đi hả xuống. Thank you.
anh đang cái này mà khô khô với cái này mà mang bánh bê vô hoài là dính nè, giống như hôm bữa mà áo ngoài ngoài vậy đó. Bữa đó mang bánh bê mà nó dính cái xe tròn lụi luôn. Rồi, chưa chuẩn, chưa chuẩn Ben, chưa chuẩn tại vì chưa quen. Má đầu chạy được mê nha, chút nữa anh vô anh nổi rồi mà nha. Yeah.